Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ô Cửa Tuổi Xanh, không gian trò chuyện kết nối thế giới tuổi teen. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời trong chương trình. Xin được giới thiệu bạn Hoàng Duy Hưng, học sinh lớp 10 chuyên sử, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Xin được giới thiệu cô Bùi Bích Phương, giảng viên khoa ngoại ngữ trường Đại học Hạ Long. Hiện tại thì Ngọc Tuyết đang có một kế hoạch và kế hoạch này cũng đang làm cho mình khá là bối rối. Kế hoạch gì thế Tuyết? Thực ra nói ra thì mọi người đừng cười nhá. Bởi vì là kế hoạch này của mình đó là hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên thì trong quá trình mình tìm hiểu cũng như là bắt đầu cái quá trình rèn luyện bản thân ấy, thì mình cảm thấy khá là nản. Bởi vì là có quá nhiều thứ cần phải học đi. Ví dụ như là kỹ năng quản lý cảm xúc này, kỹ năng xác định mục tiêu này, ra quyết định này. Thậm chí là mình còn phải học cách làm sao để sống tiết kiệm, biết bình tĩnh và nhẫn nại nữa. Quá là nhiều thứ cần phải học. Và Ngọc Tuyết nghĩ rằng mỗi môn học thì chúng ta không phải là ngày học trong ngày 1, ngày 2 mà được đâu, mà chúng ta cần phải học cả đời, đúng không ạ? Thế thì chúng ta mới thường xuyên nghe thấy cái câu là học tập suốt đời. Giống như là Lenin đã nói đấy, là học, học nữa, học mãi. Và chúng ta không chỉ là học kiến thức sách vở trên trường lớp, mà chúng ta còn phải học cả những kỹ năng sống nữa, để lúc nào cũng luôn trong cái trạng thái đó là trau dồi phát triển bản thân. Thì em nghĩ là cái việc học tập suốt đời nó cũng là một điều rất là đúng đắn. Bởi vì là mặc dù là nó cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng mà nó có thể giúp mình rèn luyện bản thân mình hơn, gọi là thúc đẩy mình để tiến tới xa hơn. Dạ vâng ạ, và chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn bàn luận đó chính là học tập suốt đời. Và ngay bây giờ thì hai vị khách mời có thể chia sẻ về một số những cái câu chuyện mà các bạn ấn tượng về việc học tập suốt đời được không? Thì em có một câu chuyện, thì đây là từ hồi cấp 2, em có quen một bạn, bạn ấy tên là Minh. Mặc dù là bạn ấy cũng ở cùng trường với em, nhưng mà bạn ấy học khác lớp, nhưng mà em vẫn cũng rất là thân với bạn ấy. Là mặc dù là bạn ấy, hoàn cảnh bạn ấy hơi khó khăn so với nhiều bạn, do là bố mẹ bạn ấy mất sớm nên là bạn ấy phải ở với ông bà. Nhưng mà mặc dù cái hoàn cảnh như thế, nhưng bạn ấy chưa từng kiểu cảm giác là tự ti đối với mọi người, mà bạn ấy thay vào đó bạn ấy luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực cố gắng. Điểm bạn ấy thì vẫn luôn top đầu trường. Ngoài ra không chỉ về những cái kiến thức hàn lâm của bạn ấy mà bạn ấy giỏi, ngoài ra bạn ấy vẫn còn biết rất là nhiều kiến thức đời sống, như là cách nấu ăn này, cách giao tiếp với mọi người, còn rất nhiều các phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn ấy có thông qua việc rèn luyện chính mình ạ. Năm nay Hưng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay em 15 tuổi ạ. 15 tuổi thì chị thấy đó là một tấm gương tốt của bạn em, nhưng mà em có chắc rằng là đấy, bạn ấy sẽ học tập suốt đời giống như là cái chủ đề mà chúng ta đang nói đến không? Thì em nghĩ đấy là sẽ chắc chắn. Bởi vì là bạn ấy là, mặc em quen bạn ấy cũng rất là lâu rồi, thì qua em chỉ cần qua vài năm thôi, thì em cũng thấy là bạn ấy không ngừng học tập, nỗ lực, và bạn ấy cũng học hỏi qua từ rất là nhiều người. Thế nên em nghĩ là cái việc học tập suốt đời ấy, nó đã trở thành một cái thói quen bạn ấy, và chắc chắn bạn ấy sẽ còn thúc đẩy cái thói quen của mình đấy xa hơn trong tương lai. Vâng ạ, đó là câu chuyện mà bạn Hưng đã chia sẻ. Vậy còn với chị Phương thì sao ạ? Khi mà Tuyết hỏi chị về một tấm gương nào đó về học tập suốt đời thì ngay lập tức là mình nghĩ đến một học viên của mình. Đó là một bác gần 70 tuổi. Có thể nói là bác là học viên học gọi là lớn tuổi nhất mà mình từng dạy tại một trung tâm tiếng Anh trên Hà Nội. Và khi mà bác vào trong lớp học thì tất cả những người khác thì đều là người đi làm và sinh viên. Thì khi mà mình đã hỏi rằng bác ơi, bác tại sao bác lại đi học tiếng Anh bây giờ, thì bác bảo là tôi học để đọc tin tức. Và một cái lý do thứ hai bác đưa ra đó là tôi học để cho não không ngừng hoạt động. Thì mình mới thấy rằng là thực sự rất là cảm phục bác. Và trong cái quá trình học, bác cũng không kiểu lấy cái lý do rằng là tôi già rồi, cô giáo gọi là châm trước cho tôi cái này cái kia, mà mọi hoạt động, mọi bài tập mà cô giáo giao thì bác lại luôn luôn hoàn thành đúng với lại cái yêu cầu của cô. Thực sự là rất là khâm phục những cái người mà có cái phẩm chất như thế. Vâng ạ, qua những câu chuyện mà hai vị khách mời của chúng ta vừa chia sẻ thì hai vị khách mời có thể đưa ra một khái niệm chung nhất về thế nào là học tập suốt đời, và có thể cho một số những ví dụ điển hình được không ạ?
Xin mời Hưng. À, thì đối với em ấy thì là cái việc học tập suốt đời thì em nghĩ là cái khái niệm của nó cũng rất là đơn giản, bởi vì học tập suốt đời em nghĩ là không ngừng cố gắng, nỗ lực, luôn luôn là tiếp thu, học hỏi từ những cái không chỉ là kiến thức hàn lâm mà còn là những kiến thức đời sống xã hội, học hỏi từ thầy cô bạn bè, thậm chí là mình có thể học hỏi những người đi trước mình. Vâng ạ, đó là ý kiến của bạn Hưng. Vậy còn chị Phương ạ? Theo UNESCO thì khi mà người ta định nghĩa cái giáo dục suốt đời nó rất là đơn giản thôi. Đó là suốt đời chúng ta học tập, học để biết, học để làm việc, học để cùng nhau chung sống và học để làm người. Và thông qua rất nhiều những hình thức như giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, giáo dục từ xa, rồi đặc biệt đó là họ coi trọng cái sự tự học. Và theo bản thân tôi thì tôi thấy rằng là học tập suốt đời có nghĩa là bản thân chúng ta luôn luôn sẵn sàng, chủ động để chúng ta tiếp thu được những cái mới từ xung quanh, không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà còn cả những cái thay đổi trong tư tưởng hay hành động cùng với cái sự phát triển của xã hội nữa. Thì nếu như mà trong cái liên quan đến cái công việc giảng dạy của mình thì tôi có thể nghĩ đến một cái ví dụ, đó là khi mà bộ sách giáo khoa mới thí điểm tiếng Anh được ban hành, và theo em thì ai sẽ là người học cái bộ sách ấy đầu tiên? Em nghĩ là về cái bộ sách mới ban hành, em nghĩ là sẽ là những bạn học lớp 1 sẽ được học đầu tiên. Ok, thực ra thì người học cái bộ sách đấy đầu tiên là giáo viên. Kể cả khi mà là những người thực sự đã có rất là chuyên môn cao và kiến thức tốt rồi, nhưng mà khi một bộ sách mới ra, người ta lại phải học. Đầu tiên người ta học nội dung của cuốn sách, và sau đó người ta nghiên cứu ra những cái phương pháp giảng dạy mới làm sao để phù hợp với cái nội dung cuốn sách đó và truyền tải đúng theo cái mục tiêu và nội dung bài học. Như vậy thì bản thân người giáo viên, khi mà xã hội thay đổi như thế, khi mà cái chương trình giáo dục nó thay đổi như thế, thì giáo viên lại tiếp tục học, vẫn tiếp tục học để nâng cao cái bản thân của mình, cái chuyên môn và cũng như cái kỹ năng giảng dạy của mình nữa. Vâng ạ, tuy nhiên thì hiện nay với sự bùng nổ của các nền tảng công nghệ số như là IoT này, Big Data hay là AI thì đang hình thành nên nền tảng giáo dục số. Điều này thì có ảnh hưởng đến việc học tập suốt đời của giới trẻ hay không ạ? Chắc chắn rồi, và nó sẽ ảnh hưởng một cách rất tích cực. Nó sẽ tạo điều kiện cho cái việc học tập suốt đời của mỗi người dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bởi vì là khi mà chúng ta thấy là cái mô hình học lớp học truyền thống trường hay là nó không còn là phổ biến nữa, mà thay vì đó là con người có rất nhiều những cái phương thức học mới như học từ xa, đào tạo trực tuyến hay và cùng với lại cái internet phát triển, trí tuệ nhân tạo AI hay là cái nền tảng công nghệ số là Big Data, thì chúng ta sẽ có tạo lên một cái mạng lưới học mà ở đó người học chính là trung tâm. Và khi chúng ta là trung tâm rồi, chúng ta ở trong một cái mạng lưới, thì chúng ta sẽ được vùng vẫy một cách tự do. Chúng ta lựa chọn những cái mà chúng ta muốn học, và không gian học, thời gian học và cả cái địa điểm mà chúng ta học nữa. Vậy có nghĩa là cái việc học nó trở nên tự do và tự chủ hơn rất là nhiều. Và đấy chính là tạo nên cái điều kiện thuận lợi cho chúng ta có thể học tập được suốt đời. Dạ vâng, đó là ý kiến của chị Phương thôi. Tuy nhiên thì với bạn Hưng là một bạn tin, thì em thấy như thế nào khi mà cái sự bùng nổ của công nghệ số ảnh hưởng tới cái việc học tập suốt đời của mình? Thì em nghĩ là cái việc những cái việc sự bùng nổ của cái những cái phương tiện thông tin học tập mới ấy, thì em nghĩ là nó cũng là giúp được rất là nhiều cho những cái bạn tin như bọn em, là để học tập và tìm kiếm thông tin nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái việc bùng nổ thế nó cũng dẫn tới một cái hệ lụy, đó chính là nhiều bạn là lại mất tập trung về cái việc học tập, thay vào đó là tìm kiếm những cái thú vui tiêu khiển mới ở trên mạng, và điều đó cũng gây ra rất là nhiều ảnh hưởng đối với sự học tập của các bạn ạ. Như thế thì lại cùng với sự phát triển đó thì chúng ta lại cần có một cái sự định hướng, hướng dẫn từ thầy cô và từ nhà trường và từ gia đình nữa. Vâng ạ, vậy thì hai vị khách mời có thể chia sẻ những ấn tượng của mình về một người có cái định hướng đó là học tập suốt đời được không ạ? Em cũng muốn chia sẻ về một câu chuyện học tập suốt đời. Thì tất nhiên thì em khi mà học tập suốt đời thì em nghĩ ngay tới Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Bởi vì em thì học chuyên sử thì em cũng được nghe cô giáo em nói qua hoặc là kể những cái câu chuyện về bác học tập suốt đời. Em thấy bác cũng rất là vĩ đại. Điều đó thể hiện bác là một người rất là uyên tâm và rất là hiểu biết rất là nhiều.
Đúng là khi mà nhắc đến Bác Hồ thì Bác luôn là một tấm gương soi sáng cho tất cả mọi người dân Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực học tập. Và đối với tôi thì khi mà tôi nhìn thấy một cái người mà người ta có cái ý thức học tập suốt đời ấy, mình hai từ thôi, đó là rất là ngưỡng mộ và khâm phục họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ toát lên một cái phong thái của một cái người mà lúc nào cũng khao khát được học hỏi, lúc nào cũng khao khát được trau dồi kiến thức của bản thân, và họ sẽ trở thành những cái người am hiểu và hiện đại nữa. Bởi vì họ luôn luôn học hỏi và bắt kịp những cái xu thế của thời đại, nên là họ nhìn họ cũng rất là hiện đại, và khi nói chuyện thì mình cũng có cảm giác rất là thích khi mà nói chuyện với những người như thế. Dạ vâng, vậy thì tại sao mà chúng ta lại cần phải học tập suốt đời, và nếu như mà không có ý thức học tập suốt đời thì sẽ như thế nào? Em nghĩ cái việc học tập suốt đời là điều phải có trong mỗi con người chúng ta. Bởi vì một nhà triết gia, em nhớ một nhà triết gia đã từng nói là kiến thức của con người, kiến thức của một người chỉ bằng một hạt cát giữa một sa mạc rộng lớn của kiến thức. Vì vậy là khi mà chúng ta học tập suốt đời, chúng ta cũng đồng thời có thể tiếp thu được những cái tinh túy, những cái tinh hoa tinh túy của kiến thức loài người đã phát triển qua các thời đại lịch sử. Học tập suốt đời còn giúp chúng ta tìm ra một mục tiêu, một mục đích mới, và để giúp chúng ta rèn luyện bản thân để trở thành một con người, để trở thành một người tốt, có ích và có tiềm năng để giúp đỡ xã hội phát triển. Vậy thì với em, nếu như mà chúng ta không có ý thức học tập suốt đời thì sẽ như thế nào? Em nghĩ là nếu mà không có ý thức học tập suốt đời thì chúng ta sẽ trở thành một con người thiếu mục tiêu, thì sẽ làm chúng ta trở nên trì trệ, khiến chúng ta không có hứng thú đối với xã hội, cũng đối với cuộc sống, cũng như là những cái kiến thức hàn lâm trên sách vở. Vì vậy là những người thiếu cái mục tiêu là học tập suốt đời, em thấy đấy là một điều là không đáng nên có. Hưng nói đúng đấy, khi mà mình không có cái ý thức học tập suốt đời, không chỉ ảnh hưởng mỗi bản thân mình đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến một cái hệ thống mà mình là cái mắt xích ở trong đấy nữa cơ. Ví dụ như trong trong dạy học đi, nếu như mà một người thầy cô giáo không có sự thay đổi, không có sự học hỏi trong cách thức giảng dạy, thì rõ ràng là những học sinh của cô cũng sẽ lúc nào cũng một cái bài giảng từ năm này qua năm khác như vậy thôi, không có sự thay đổi gì cả. Mình rất là tâm đắc với một câu nói của cô giáo Hà Ánh Phượng, đó là một trong 10 giáo viên toàn cầu, và cô có nói trong cái bài phỏng vấn để đề cử giải WeChoice, thì cô đã nói rằng là nông thôn hay thành phố thì không phải là rào cản, mà sự ngừng học của giáo viên mới là tụt hậu. Thì mình thấy rất là đúng với cái việc là ai cũng phải học tập suốt đời, đặc biệt là giáo viên như vậy. Và một cái thứ hai nữa, tại sao lại phải học tập suốt đời? Chúng ta thấy là xã hội chúng ta đang thay đổi từng phút từng giây một, và nếu mà mình không học tập suốt đời thì chắc chắn là mình sẽ bị lạc hậu, bị tụt hậu và không thể theo kịp được thời đại được cả. Và khi mà một cái thứ gì đó lạc hậu thì đương nhiên nó sẽ bị xã hội đào thải, giống như là chọn lọc tự nhiên ấy. Ví dụ như là trong kinh doanh nhá, thì một mặt hàng thời trang nào đó đi, năm nay đang trở thành là một hot trend, cái xu hướng của giới trẻ và rất được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà chỉ cần sang năm khác thôi, cái xu hướng đấy nó không còn được ưa chuộng nữa, mà người kinh doanh ấy vẫn tiếp tục nhập cái mặt hàng đó, vẫn kinh doanh mặt hàng đó, thì đương nhiên là sẽ dẫn đến thua lỗ rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của việc học tập suốt đời nó quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực và đối với mọi cá nhân. Vâng ạ, qua sự chia sẻ của hai vị khách mời vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được học tập suốt đời rất là quan trọng. Vậy thì qua đây thì hai vị khách mời có thể chia sẻ đó là các bạn có thấy mình là một người có cái ý thức học tập suốt đời hay không? Xin mời Hưng ạ. Đối với em ấy, em thấy là mình cũng chưa phải là một người có định hướng về việc học tập suốt đời. Nhưng mà sau khi là em có xem qua những cái lợi ích, xem qua những cái video trên mạng, hoặc là đọc qua những cái cuốn sách có chủ đề liên quan đến học tập suốt đời ấy, em thấy là về sau em sẽ đặt ra một cái mục tiêu là học tập suốt đời, bởi vì em thấy đấy là một mục tiêu rất là đúng đắn, và qua đó cũng giúp chúng ta rèn luyện bản thân hơn. Vâng ạ, vậy còn chị Phương, chắc chắn là sẽ có đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi là một người luôn luôn muốn học hỏi trong tất cả mọi
lĩnh vực không chỉ nhắc đến cái công việc của mình mà trong cuộc sống nữa. Trong công việc mình không vừa nãy đã nói quá nhiều đến gọi là trau dồi về kiến thức, về chuyên môn, về kỹ năng giảng dạy rồi, nhưng mà một cái mà tôi luôn luôn nhắc nhở mình phải học đó là xu thế của giới trẻ. Có nghĩa là mình lúc nào cũng phải update, bởi vì khi mà mình làm việc với các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đấy dù các bạn ấy chỉ hơn kém mình có khoảng chục tuổi thôi, nhưng mà mình vẫn cảm giác có một sự khác biệt rất là lớn rồi. Và mình nghĩ rằng là mình luôn luôn cần phải update những cái sự thay đổi đó trong cái tư duy, cái suy nghĩ của các bạn trẻ, thì mình mới hiểu được là học sinh, sinh viên mình cần gì và muốn gì. Và chính xác là trong đi khi đi làm thì người học chính là cái động lực để cho mình thấy là bản thân mình luôn cần phải học hỏi, học mãi nữa. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì mình nói chung là lúc nào cũng kiểu ham muốn được học, để học những cái về kỹ năng. Có nghĩa là luôn luôn cảm giác rằng là mình còn rất là chưa hoàn thiện. Và nghĩ rằng là ví dụ trong những cái đơn giản là những tình huống này thì sẽ phải giải quyết như thế nào cho nó khéo léo, những các thứ mình học từ những cái người khác. Nên là thế nên là mình mới nói rằng là khi nói chuyện với một người mà họ có cái ý thức học tập suốt đời ấy, thì mình cảm giác rất là thích và rất ngưỡng mộ, và mình sẽ học được rất nhiều từ những người như thế. Dạ vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã nói đến việc thế nào là học tập suốt đời và bản thân chúng ta có phải là một người học tập suốt đời hay không. Tuy nhiên thì xung quanh những người xung quanh cuộc sống của các vị khách mời thì các bạn có thấy là mọi người có cái ý thức học tập suốt đời hay không? Thì xung quanh em thì em thấy là do có rất là nhiều, do xã hội hiện nay ạ, cũng có rất là nhiều những cái tiêu khiển, những cái ảnh hưởng tới những cái ảnh hưởng xấu tới những các bạn trẻ khác. Thế nên em thấy những người xung quanh em, không chỉ ở trên trường em mà còn ở xóm em hoặc ở xung quanh những người mà em quen biết ấy, thì cũng có rất là nhiều người chưa có cái ý định về cái việc học tập suốt đời ấy. Bởi vì cũng như em đã nói rồi, thì cũng do ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái tác nhân bên ngoài ấy. Và do là họ cũng chưa là xác định được cái mục tiêu của mình là họ có nên là học tập suốt đời hay không, và cũng một phần là do cái một chút là sự lười biếng của họ. Thực ra thì những cái người mà Hưng nghĩ đấy thì tôi nghĩ là nó rất là, cái bộ phận đấy nó rất là nhỏ thôi, nó không nhiều đâu. Bởi vì là khi mà mình tiếp xúc với lại các bạn sinh viên, học sinh, mình biết rồi, các bạn ấy không phải là các bạn ấy không có cái ý thức học tập đâu, mà các bạn nhanh nhạy lắm. Mà cách học của các bạn ấy cũng khác cơ. Cái cách các bạn ấy tiếp cận với sự thay đổi của xã hội, của công nghệ, nó nhanh nhạy hơn mình rất là nhiều luôn. Và các bạn luôn luôn vẫn có ý thức là để học. Và ví dụ như là sinh viên của mình ạ, thì khi mà các bạn ấy đi học, ngay từ năm nhất là các bạn đã đi làm rồi. Và khi mà chia sẻ ấy, thì các bạn ấy nói rằng là cái việc thu nhập nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ là một cái lý do thôi. Mà các bạn ấy xác định ngay là em đi làm sớm để em được học hỏi kinh nghiệm, cái nghiệp vụ của em nó được phát triển, được nâng cao, và để em có được những mối quan hệ. Mình thấy là trời ơi, hồi xưa mình sinh viên năm nhất mình chưa có cái suy nghĩ đấy, mà ít nhất có phải đến năm 3, năm 4 mới thấy rằng phải đi làm thêm để có kinh nghiệm, để có kiến thức, để học từ người này người kia. Đấy, thì mình thấy rằng là bây giờ các bạn ấy cũng vẫn có cái xu hướng đó là học rất là nhiều, chứ không phải rằng là mình thấy rằng cứ nói giới trẻ là mình lại bảo là các bạn đấy lười biếng hay là quan tâm đến vấn đề khác, không phải là học. Vâng ạ, như Hương vừa mới chia sẻ thì cũng có phần lớn các bạn trẻ đó là không có cái ý thức rèn luyện bản thân mình học tập suốt đời. Vậy thì theo em, tại sao lại như vậy? Em nghĩ thì là do là một bộ phận khá là ít của giới trẻ, do họ bị ảnh hưởng bởi những cái như kiểu là trò chơi điện tử trên mạng này, hoặc là những cái ảnh hưởng bởi những cái nhân tố ngoài xã hội. Điều đó làm cho họ cảm thấy bị sao nhãng khỏi việc học tập, và cũng như là cái việc mà họ không đặt ra được một cái mục tiêu cho mình ở đây là học tập suốt đời. Thế nên là làm cho một bộ phận nhỏ của giới trẻ không cảm thấy thích thú với việc học tập cả kiến thức hàn lâm lẫn kiến thức ngoài. Thay vào đó là họ chỉ ngồi ở nhà, chỉ cầm điện thoại xong rồi lướt Facebook với các thứ ấy. Thế nên là đó cũng là ảnh hưởng rất là nhiều đối với một bộ phận lao động tiềm năng sau này của xã hội ạ. Và mình nghĩ rằng có một cái lý do nữa, đó là các bạn nghĩ rằng các bạn phải học, chứ các bạn không nghĩ rằng các bạn được học. Nên là cái việc học dường như là nó dừng lại sau cánh cổng trường đại học hay trường chuyên nghiệp.
Nghĩa là sau 12 năm học là thấy ôi thoát rồi. Có nghĩa là các bạn nhiều, một số bạn có tư tưởng đấy đấy. Cho nên là các bạn đấy sẽ không, tất nhiên là sẽ không có một cái tư duy đó là chúng ta luôn luôn cần phải học tập suốt đời, không phải học trên lớp là đủ mà học ngoài xã hội và những cái khác nữa. Vâng ạ, vậy thì theo Hưng là một người khá là trẻ thì em sẽ có cái những cái biện pháp như thế nào để giúp cho những bạn trẻ có cái ý thức học tập suốt đời? Em nghĩ về việc đấy chúng ta nên giúp đỡ họ, giúp họ tìm ra một cái mục tiêu, một con đường để có thể theo đuổi. Ở đây là việc học tập suốt đời, và không chỉ là mỗi bọn em, những học sinh, bạn bè với nhau giúp đỡ họ, thay vào đó là cũng cần phải những sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường, xã hội và cũng như là của chính bố mẹ của bọn em nữa. Mình nghĩ cái quan trọng đầu tiên đó là sự định hướng từ gia đình và nhà trường. Các bạn ngay các em ngay từ nhỏ cho đến lớn thì các em cần có một cái sự định hướng để các em nhìn rõ được là cái vai trò của việc học nó như thế nào, và hãy làm cho các em đầu tiên các em phải thích học đã. Không thể nào mà bắt một đứa trẻ nó không thích học, nó thấy học tập áp lực quá xong rồi bảo con phải học tập suốt đời đi ngay từ khi còn nhỏ được. Mà đầu tiên chúng ta phải thích học đã, cho niềm vui trong học tập, và vừa học vừa chơi giống như thế. Cái thứ hai đó mình nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là phải xây dựng cái thói quen đọc. Bởi vì là đọc sẽ gắn liền với sự học. Khi chúng ta đọc bất kỳ một cái gì đó, kể cả là một quyển sách kỹ năng mềm hay là giáo dục giới tính hay đơn giản là sách ngôn tình đi hay chuyện tiểu thuyết gì đó, thì các em vẫn có thể học được cơ mà, đúng không? Chúng ta học được về văn hóa, về những cái hành văn, nếu như không phải là những cái kiến thức gọi là về quá học thuật đi đó, thì đấy là cái thói quen đọc. Và cái thứ ba đó là thói quen tự học. Đừng nghĩ rằng là cứ lên trường học xong 5 tiết rồi đi về là xong việc học, mà chúng ta tự học. Và khi chúng ta tự học chúng ta sẽ làm chủ được cái mình muốn học, đúng không? Và chúng ta tự do, chúng ta thích học cái gì thì chúng ta học, và dần dần nó sẽ thành một thói quen. Tất cả mọi thứ gì đó thì nó bắt đầu từ những cái thói quen được lặp đi lặp lại, và khi mà nó đã định hình được rồi thì chúng ta sẽ duy trì nó trong một thời gian dài. Và cái cuối cùng đó là nhắc đến cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục. Thì nhiều năm trở lại đây là có một phát động một cái phong trào đó là xây dựng xã hội học tập. Chắc là mọi người cũng nghe đến rồi. Thì nghĩa là không chỉ mỗi trường học tham gia vào quá trình giáo dục, học tập cho học sinh, mà còn là cả gia đình, cả tất cả mọi tổ chức, mọi cá nhân thì chúng ta đều tham gia vào và tạo thành một cái xã hội học tập. Và khi đó, và mang tính chia sẻ, và khi đó thì chúng ta là một thành viên trong đó, thì đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ là một người mà có cái ý thức học tập suốt đời trong cái xã hội học tập đó. Vâng ạ, rất cảm ơn những câu chuyện mà ngày hôm nay hai vị khách mời của chúng ta đã chia sẻ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Tuyết cũng vô cùng ấn tượng với câu nói của chị Phương. Đó là những người học tập suốt đời thì họ sẽ không hoàn toàn giống như những con mọt sách, mà họ sẽ là những người năng động, nhanh nhạy, hiện đại và bắt kịp xu hướng. Và Ngọc Tuyết cũng mong rằng đó là trong một tương lai không xa thì việc học tập suốt đời sẽ được lan tỏa trong thế giới tuổi teen cũng như là toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, những người có tâm thế học tập suốt đời thì sẽ luôn tìm thấy ngôi trường của mình ở mọi lúc, mọi nơi. Và các bạn, những người trẻ thì hãy luôn tự tin với nhiệt huyết hoàn thiện bản thân và chinh phục tri thức của nhân loại. Chúc các bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui ở trong việc học tập để có thể rèn luyện và phát triển bản thân cũng như là xã hội. Đến đây thì chương trình Ô Cửa Tuổi Xanh cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bạn và tôi đôi khi có những lúc hay hờn dỗi, và đôi khi có những lúc bạn cùng tôi sẽ chia vui buồn, để cho những ngày bên nhau thắm tươi. Rồi ngày mai khi con tim của tôi đã rực sáng, là lúc tôi biết có bạn cùng tôi sánh vai trên đường đời, cùng nhau ta vững bước tới tương lai. Dù khó khăn đổi thay, tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần có tình yêu chân thành, cùng nắm tay vượt qua bao nhiêu gian khó, cùng quyết tâm cho ngày mai. Đừng che cháy trong tim tình yêu tràn đầy nhiệt huyết. Cùng lời ca thiết tha yêu đời, cả thế giới.
cuộc sống làm ta có những lúc buồn gục ngã. Sẽ chia sẻ luôn luôn là điều tôi muốn làm cùng bạn. Thành công sẽ đến với chính chúng ta. Dù khó khăn đổi thay tôi vẫn luôn.